xin chào, xin chào tất cả các anh chị. À, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc cái quyển sách sức mạnh tiềm thức này nha. Vâng, đây là cái quyển sách đã thay đổi cuộc đời của Ngọc. Lần à, trước thì chúng ta đã anh Ngọc đã lấy ra một đoạn à, nói về tư duy về tiền, về tiền nhờ sức mạnh tiềm thức. Thì à, hôm nay chúng ta sẽ không nói về tư duy về tiền nữa, chúng ta sẽ đọc một đoạn thì nói về à, à, sức mạnh tiềm thức à, có thể giúp chúng ta hòa hợp xây dựng các mối quan hệ, những cái mối quan hệ như thế nào ha. À, bây giờ anh này sẽ đọc nha. Rồi, nhưng mà trước hết thì cho các anh chị nào chưa biết về quyển sách này á. Đây là quyển sách gọi là Sức mạnh tiềm thức. Đó, của tiến sĩ Joseph Murphy. Đây cho coi hình tiến sĩ Joseph Murphy đây. À Ngọc có một cái thói quen là khi mà mình đọc cái quyển sách của ai thì mình phải biết tác giả cho nên đây đây là ngày uh, tiến sĩ Joseph Murphy nha yeah. nói sau về cuốn sách này nhé cuốn sách này được xuất bản tại Việt Nam là 2013 người Mỹ đã đã uh, đã được đọc cuốn sách này là 50 năm trước rồi và cái cuốn sách này á uh, xuất hiện tại Việt Nam chỉ 2013 thôi trong cái đó người Mỹ người ta đã đọc cuốn sách năm 50 năm trước và người ta đã biết vận dụng cái sức mạnh kiến thức rồi nha yeah. và đọc sơ thôi Joseph Murphy là sinh ngày uh, 20 tháng 5 1898 uh, và ông mất ngày uh, tháng 12 ngày sáu tháng 12 năm 1981, ông là người Ireland. được phong chức về khoa học, khoa học thần thánh và khoa học tôn giáo. Sinh ra ở Ireland, ông là con trai của hiệu trưởng tư thục dành cho nam, lớn lên theo công giáo La Mã. Đến Mỹ năm 1922 với nghề là dược sĩ. Ông là người đầy sứ tư tưởng mới của thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Ông đã viết hơn 30 cuốn sách và cuốn nổi tiếng nhất là cuốn sách này các anh chị. Sức mạnh tìm thức sức khỏe năm 1963. Đây là cái cuốn sách mà bán chạy nhất thế giới. Đó đây là cái ngọc tóm tắt lại cái tự sử của chủ xếp ha. bây giờ chúng ta sẽ vào cái đoạn rất là hấp dẫn ở đây. rồi, à, tiềm thức của ru hưởng ứng ra sao? À, xin nói lại là cái bà này á, là bà 75 tuổi, bà tên là ru, bà đã nghe những cái bài giảng của tiến sĩ Joseph xếp đây nè, bà áp dụng vào trong cái mối quan hệ của bà. các chị nghe ha. cách đây một thời gian, tôi có nhận được một lá thư của một một người phụ nữ tên là ru a, ru a, người từng tham dự những buổi thuyết giảng của tôi, bà ấy viết Tôi 75 tuổi là một quá phụ và các con tôi đều đã trưởng thành. Hiện tôi, hiện tôi sống một mình nhờ đồng lương hưu và phúc lợi xã hội ít ỏi. Cuộc đời tôi tưởng chừng đã khô cằn, vô vọng, nhưng tôi chợt nhớ đến bài thuyết giảng của ông về sức mạnh tiềm thức. Hả? ông nói rằng những ý niệm có thể chuyển tải đến tiềm thức bằng sự lặp đi lặp lại, bằng niềm tin và hy vọng. Điều đó có thể là thật chăng? và tôi quyết định thử đó bà bắt đầu thử ha được hay không tôi cũng chẳng như mất gì với tất cả cảm xúc mà tôi có thể có được tôi bắt đầu thường xuyên lặp lại lặp đi lặp lại rằng mình được cần đến mình được cần đến mình được yêu thương mình lập gia đình và sống hạnh phúc với một người đàn ông tử tế đáng yêu và có tâm hồn tâm hồn đẹp mình cảm thấy an tâm và mãn nguyện tôi tiếp tục lặp đi lặp lại như thế nhiều lần trong ngày khoảng 2 tuần một ngày nọ tại hiệu thuốc ở góc đường tôi được giới thiệu với một vị dược sĩ đã nghỉ hưu tôi thấy ông ấy là người tử tế hiểu biết và rất quan đạo ông ấy là sự hồi đáp hoàn hảo cho lời cầu nguyện của tôi <laughs> trong vòng một tuần ông ấy đã cầu hôn tôi <laughs> hiện chúng tôi đang hưởng từng trăng mặt tại châu âu tôi biết rằng trí tuệ bên trong tiềm thức tôi đã đưa chúng tôi đến với nhau trong trật tự thiên liêng hay quá trời ơi mới cầu nguyện có hai tuần rồi hả à, nè bà ru tả đã khám phá ra kho tàng bên trong bà ấy lời cầu nguyện của bà ấy là cảm giác chân chính từ trái tim quả quyết của bà ấy lắng động dần dần trong tiềm thức mà tiềm thức chính là môi trường sáng tạo tuyệt vời ngay trong khoảnh khắc bà thành công trong việc xuất hiện một hiện thân chủ thể tiềm thức đã đáp ứng thông qua quy luật hấp dẫn chính tâm thức sâu thẳm đầy sự minh triết và trí tuệ của bà đã đưa bà và người chồng của bà đến với nhau trong một trật tự thiêng liêng hãy chắc chắn bạn suy nghĩ về điều này hãy rốt đầy tâm trí tất cả những gì chân thật cao quý các anh chị nhớ nè những gì chân thật cao quý những gì là trong sáng và thuần khiết những gì là đức hạnh và tử tế hay quá mọi người ơi rồi tóm tắt lại câu chuyện của bà rua bà rua là một Ờ, quá phụ 75 tuổi. Và sống bằng đồng lương của chính phủ ít ỏi Vì tuổi già mà, thì thường cô đơn. Thì uh, bà nghe tiến sĩ Joseph Murphy nói về sức mạnh tiềm thức thì bà vận dụng thử. Thì uh, bà lập đi lặp lại uh, uh, cái điều mong muốn của bà trong vòng 2 tuần thôi đúng không? Đó. Thì uh, tình cờ bà gặp được một cái uh, cái ông này. Đó thì à, cuối cùng hai người à, bây giờ đang à, nói nói chung là hai người này đã đã qua rồi qua đời rồi <laughs> nhưng mà cuối cùng thì bà cũng đã được một người chồng và họ à, có những cuộc sống còn lại vui vẻ bên nhau và nắm tay nhau đi du lịch à, khắp nơi châu Âu. À, các anh chị thấy tuyệt vời không? À, Ngọc còn nghe nói rất là nhiều câu chuyện phải nói là hấp dẫn lắm và những cái câu chuyện à, xây dựng mối quan hệ hòa hợp. Và còn những cái à, À, xây dựng mối quan hệ với con cái à, rồi có nhiều người dẫn dụng cái này để tìm người yêu tìm chồng nữa trong môi trường câu lạc bộ Ngọc tham Gia đó có rất là nhiều cái anh chị ơi nói là à, thu hút phải nói là những người chồng của mình tuyệt vời luôn những những người thành đạt luôn không phải là những những uh, trung bình đâu cái lời cầu nguyện của bà Rua lại à, à, xảy ra rất là nhanh trong khoảng thời gian rất là nhanh à, thì tác giả cũng có nói đó khi mà cái những gì mà thuần khiếp những gì mà thánh thiện và chân thật từ trái tim thì sẽ được tiềm thức hưởng ứng và thực thi những gì mà chúng ta gượng ép những chúng ta sống trong một cái trạng thái giống như là mong cầu á các anh chị mong cầu xảy ra đó trong Đức Phật mình nói là mong cầu á thì tiềm thức sẽ không đáp ứng đâu nếu như cái gì mà nó 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 gò bó bản thân của mình quá nó bị áp lực, áp bức đó, thì tiềm thức sẽ không hưởng ứng được nhé. À, chúng ta, cái lời mong cầu của chúng ta phải thật sự là chân thật, thuần khiết nữa. Hôm nay thì video của Ngọc đến đây là hết ha. À, chúng ta sẽ cùng nhau gặp vào những video tiếp theo. À, các anh chị đừng quên follow, share và chia sẻ video. xin Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.